Xin chào các bạn. Hiện tại ABF vừa mới tiến hành cập nhật một cái tính năng mới. Thì mời các bạn cùng xem qua để hiểu về cái cách cái cập nhật lần này. Thì khi các bạn gắn liên kết ngang hoặc là các bạn gắn bản lề, như ở trong này các bạn gắn bản lề ha. Thì các bạn bật chế độ X-ray kích vào đây và kích vào đây thì các bạn gắn bản lề. Đó. Nhưng lỡ trường hợp như vị trí gắn bản lề của các bạn nó các bạn không muốn gắn bản lề ở đây hoặc là không muốn xóa không muốn tạo bản lề ở đây hoặc là các bạn muốn thay đổi vị trí ha, thì ở đây các bạn có thể kích chọn lại và ra lại vào cái bản lề đây. Giả sử như mình không muốn gắn cái bản lề ở đây thì các bạn có thể kích chọn lại được ha, chọn lại được và mình hoàn toàn có thể xóa được và mình thay đổi đó. Đó. Các bạn ra vào thì những cái chỗ nào mà nó đã có gắn liên kết rồi các bạn thì lúc trước là nó màu đỏ, bây giờ thì nó sẽ là màu xanh và các bạn có thể kích lại chọn nó ha. Đó, để các bạn delete. Đó. Thì khi chọn vào đây thì nó đồng thời nó chọn luôn ở hai tấm ha. Chứ như lần trước đây là các bạn phải vào trong từng cái group để mà lựa chọn đối tượng ha, thì nó sẽ mất thời gian. Thì đây ở đây mình có thể chọn luôn và mình xóa. Rồi, ví dụ như ở đây là 250. Đó. Khi mình kích lại đây thì mình xóa, delete. Chà. Tương tự như vậy đối với liên kết ngang thì bên mình cũng đã cập nhật rồi. Thì giả sử như ở đây mình gắn cái liên kết như thế này. Rồi, đó, giả sử như mình gắn liên kết này. Thì một lúc sau các bạn, khi mà các bạn làm hết tất cả các liên kết rồi. Như thế này. Các bạn muốn quay về, các bạn xóa đi một cái liên kết nào đó. Giả sử như các bạn gắn sai hay là các bạn muốn thay đổi liên kết. Thì các bạn kích chọn vào đây, chọn tấm. Đó, thì nó. Với các phiên bản cũ á, phiên bản trước đây á, thì khi các bạn kích những cái chỗ nào mà nó có liên kết rồi thì cái thanh nail này nó sẽ màu đỏ các bạn. Bây giờ thì nó màu xanh là để làm gì? Để các bạn biết là có thể kích chọn này đó. Thì ở đây thì mình có thể xóa luôn đó, kích chọn. Giả sử bây giờ mình nổ qua cái con cabinet ha. Đó, giả sử như vậy. Hoặc là mình muốn thay đổi ha, mình muốn xóa, chọn lại được nè các bạn. Giữ shift ha, chọn lại được luôn ha, delete ha, giữ shift mà. Đó, chọn được. Giữ shift, chọn đối xứng được ha. Delete. Rồi. Đó. Tương tự như giả sử như tấm này. Mình gắn ra fit đi. À, thì các bạn có thể chọn control để giữ đối xứng, chọn lại ha, control shift chọn được 4 con và delete luôn cùng lúc đó, hoặc là chỉ control bấm. Thì đó là cái tính năng mới cập nhật của cái liên kết ngang ha. Các bạn có thể sử dụng cái tính năng này để thay đổi vài cái liên kết mà mình lỡ như trường hợp mà mình gắn sai. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.